Trong khoảng một tháng trở lại đây thì tiệm tạp hóa này thường xuyên bị mất trộm chuối và thủ phạm gây ra chính là những chú khỉ không mời mà đến. Đàn khỉ này thì đang gây xôn xao cuộc sống của người dân ở khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Cứ vào một vài ngày nó sẽ đến cái khu vực này một và lần. À, thì nó đến thì nó chủ yếu nó cứ leo trèo ở trên các cái dây điện này, nó đu rồi nó nhảy xuống các cái mái nhà của dân. Nếu mà nhà nào mà có sơ hở trái cây cúng bàn thiên hay là ở ấy này là nó sẽ nhảy xuống, hoặc là như nhà của tôi đây thì bán hàng tạp hóa thì nó cũng có một hai lần là nó mình sơ ý, mình không có đứng ở đây để trông coi ấy, thì là nó có nhảy xuống mà nó cắp chuối của tôi đi. Bất chợt xuất hiện, leo trèo trên mái nhà, cây cao và cả dây điện. Những con khỉ này thường xuyên tìm đến khu dân cư để kiếm thức ăn. Theo người dân trong khu vực, đây là những con khỉ hoang trước kia sinh sống ở dọc bờ kênh rạch sâu. Tuy nhiên, kể từ khi cây cối bên hai bờ kênh bị chặt bỏ để nạo vét kênh làm bờ bao giao thông, đàn khỉ không còn nơi sinh sống. Do đó, chúng thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư để tìm thức ăn. Một số người dân cho biết, đàn khỉ này đã xuất hiện từ nhiều năm, nhưng gần đây chúng xuất hiện thường xuyên hơn, gây bất an cho cuộc sống của người dân trong khu vực. Khoảng gần 6 giờ thì bắt đầu đàn khỉ nó xuống. Có hôm 5-6 con, có hôm mà đếm là được 11 con. Nhảy từ cây si xuống cái sân, cái mái nhà kia kìa, xong bắt đầu nó chạy theo cái đường kia, bắt đầu đi kiếm ăn. Là trước hết là nó chảy hết xa kê, nó ném xuống dưới. Giờ thì nó thường xuyên vào trong dân, nó đu dây điện này, các mái nhà này, từ cây này sang cây kia, rồi thì chúng là nó cũng quậy phá. Chẳng hạn như ở đây có chỗ nhà bác bán trái cây ấy, thì nó cũng có xuống lấy. Như ngay trưa nay 12 tháng 1 này thì ngày mùng 1 ấy, thì người dân cũng có cúng trái cây ấy, chuối ấy, thì nó cũng xuống vào nó lấy, nó chạy lên trên mái nhà nó ngồi ăn. Đến thời điểm hiện tại, đàn khỉ hoang này vẫn chưa gây ra nguy hiểm nào cho người dân tại khu vực. Tuy nhiên, vẫn không thể bỏ qua những mối nguy tiềm ẩn nếu tình trạng sống chung với bầy khỉ hoang vẫn còn diễn ra. Ảnh hưởng đến người dân là có, chung là nó gây sự sợ sệt khi mà nhà chẳng hạn như có người già hoặc trẻ nhỏ ở nhà mà nó xuống nguyên một bầy ấy, thì cũng thực sự là rất là cần sự can thiệp của bên các bộ phận có chức năng. Thì gần đây thì cũng do là sợ sệt thì nói chung là sợ nó tấn công nhà thì cũng đặt bẫy phòng thôi, nhưng mà khỉ bây giờ là nói chung là nó khôn, nó tinh danh lắm, nói chung là bị người dân ta cũng đuổi phá rồi chọc cây rồi nó cũng sợ, nên là nó nhìn bẫy thì từ hôm mà đặt bẫy thì nó lại không đi đường này nữa mà nó chuyển hướng đi cái đường khác, mà cũng vẫn quanh vẫn cái khu mấy cái nhà gần đây. Từ bữa mà nó nhảy xuống nó lấy chuối của nhà tôi đấy, thì là bây giờ là hai vợ chồng là cứ phải thường xuyên là ngồi ở đây để vừa là trông coi nó và mà bán hàng. Thì như mọi khi thì còn mình mà còn nơ là mình không ấy được, từ khi có cái đàn khỉ đó thì mình phải quay là 24/24 ở cái quán này chứ không rời ra được. Nếu rời ra là nó mà thấy là nó vắng là nó sẽ xuống vào đấy. Cái này thì người dân cũng đã họp tổ dân phố rồi đưa những cái kiến nghị cho lên phường, lên quận, mà cũng quá trình đưa rất là nhiều cuộc họp. Đàn khỉ nó không có trú ẩn thì nó vào dân này. Và dân thì nó trèo mái nhà, trèo đun dây điện. Thì người dân cũng một số người dân thì cũng bức xúc, thì cũng có ý kiến với khu phố, với phường, nhưng mà cũng chưa có cái kế hoạch gì để đuổi bắt hoặc là có kế hoạch quản lý gì đó cả. Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về đàn khỉ trên và đang kiến nghị chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ để bắt.